Ê, bên đây thấy bà con cục phát điện đi mua của Ý nha. Đây là mua của Ý này, Made in Italia luôn đó, 13 kVA. Đang xài con GT 2004 có đề nè con, 2004 là 24 ngựa đó, 24 mã lực nè, 2.400 vòng trên phút. Tích xi lanh là 1.090 cm khối. Đây có đề luôn nha. Đây, 2004 có đề luôn. Đây nguyên bộ nó gấp luôn nè con. Con cứ về chạy thôi. Bình bổng đồ có sẵn luôn nè. Đi mua bảo hành 1 năm nha. Quá đẹp luôn, có đề luôn nè. Hai thì mua bảo hành 5 đi, cái máy này GT bảo hành 5 luôn. Cái bình bảo hành 1 năm đề nha. Xà đề bảo hành con 5, không gỡ xuống. Gắn đề là bảo hành 5. Đó là GT 2004 đi mua 13 kg của Ý. Đây con GT 195 là 19,5 á. Đây cũng có cực quy mô luôn, 13 kg luôn, có đề luôn nha, có bình đồng hoàng luôn, để bình gì nè, bình bảo hành 1 năm, đề đi mua bảo hành 5, máy bảo hành 5. Con về cái game này xài thôi, có sẵn điện đài hết rồi, cứ bắn tắt là đề tự sạc luôn. Rồi quê ha, GT 204 đẹp cực kỳ không, ba chà bá nện luôn, quá đẹp, có đẹp luôn rồi con. Còn đây là GT 95 có đề luôn, 195. Quá đẹp. Hai bộ phát điện này con về xài gia đình hay xài nuôi trồng thủy sản này nè. Hay nhà xưởng rồi xài rồi vô tư luôn. Cái demo của Ý này chất lượng nó tốt lắm con. Ampe nó chuẩn lắm. Cục demo này không là 60 kg nè. 3.000 vòng trên phút, ampe là 118 ampe, thấy không? Ampe khủng á, máy hàng chuẩn thường ampe khủng lắm. Chứ hoàn cái dòng điện sẽ tốt mà chạy nó không chấp đèn, thường 3.000 vòng lên chạy nó ngon mà coi. Nhật xưa nay giờ xài 3.000 vòng cho lên không à. 3.000 vòng điện nó chuẩn, nó không bị chấp đèn, hồi nãy thử không bị chấp đèn đúng không? Không quan trọng, không phải 3.000 vòng mà con chạy máy lớn đó. Quan trọng mà con buly nè. Con xài buly hộp là chạy máy nhỏ thôi là dẫn lên điện. Không phải là 3.000 vòng mà xài hết gas lên vòng đâu. Bà con xài buly. Ví dụ như mấy cái máy GT Thái Lan nữa, bà con xài buly là 2,5 tấc. Còn đối với dòng mấy dòng mà máy D á, bà con xài khoảng 3,5 tấc là chạy ra trung bình là lên điện. Không phải là 3.000 thôi là hết gas đâu. Giống như ga đây là đây là hết gas phải không? Đây tới đây là hết gas, bà con chạy có nhiêu gas thôi. Đã đủ 220. Bất kỳ như đây hết 220, không cần lên nữa. Mà con do con cho buly á, chứ không phải là 3.000 vòng con xét ra đâu. Ồ đẹp cực kỳ không, sơn chuẩn ghê luôn. Một pha 13 kVA, 13 kg. Tất cả nguyên bộ bảo hành mà con 1 năm nha, từ bình tới máy tới demo. Bình là gây ớt nghe, xịn luôn nha con. Con về gấp cho xài không, quá đẹp. Đây 195 có đề luôn, đẹp nha. Nó đối với con biết poly là chỉ xài lên ga dĩ thôi, là xài hết ga ở đây mà không cần càng lên nửa ga tí là xài thôi. Quan trọng poly chứ không phải là lên hết ga đủ dòng đâu. Đây bà con xài poly cho phù hợp nè. Đối của ta con xài khoảng 2,5 tấc nè. Còn đối với dòng tôi chậm thì con xài khoảng 3 tấc rưỡi. Tại gần gần nửa ga thôi, giống hết ga nhưng mà con nghĩ thôi, nửa ga thôi, nửa ga là đủ 220 rồi. Quan trọng biến poly phù hợp thôi chứ không quan trọng tới ga. 190 nè, 195 nè. Là 19,5 á. Tích xi lanh là 998 cm khối. 2.400 vòng trên phút. Đẹp cực kỳ, không biết kim nó ghê, chắc là tiết kiệm dầu. Quá bự luôn. Vô bự ghê luôn nè. Tất cả bộ này bảo hành bà con 1 năm nha. Bình bổng với demo rồi luôn. Tông của con 195 này là một tắc mốt mà con.
195 là một tấc mốt, còn 2400 là một tấc 15. 115. Chạy phát điện là nhẹ nhàng luôn. Rồi, con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707.